Xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại cùng bếp chay nhà Tiếp. Hôm nay về quê, thấy bụi sả sau nhà tươi quá. Bây giờ em đi cắt 3 tép sả vào làm món nấm đùi gà sả lá chanh. Ra chợ không có, tính là qua hàng xóm xin vài lá chanh mà cũng không ai có. Thế là em phải lặt luôn cây chanh chưa kịp lớn này luôn đó cả nhà. Nấm đùi gà em mua loại nấm lớn, em mua ở đây là 5 cây. Cả nhà làm nấm nhỏ cũng được, nhưng mà em thấy không ngon bằng nấm lớn đâu nha cả nhà. Em đem tất cả chanh, sả, nấm đi ngâm nước muối rồi rửa sạch qua vài nước. Nấm thì em đem đi chẻ dọc, sau đó em cắt thành từng đoạn dài 3-4cm. Lá chanh thì em cắt sợi, ở đây em dùng tầm 5-7 lá chanh. Cả nhà đừng cho nhiều lá chanh quá nha, nó sẽ dễ bị đắng đó. Sả thì em bào khoanh, cả nhà nhớ là bào đoạn đầu của cây sả có màu trắng nha. Lấy đoạn này thì lát nữa sả của mình ăn sẽ mềm và ngon hơn. Bây giờ em sẽ đi chiên phần nấm đùi gà. Em chiên trong vòng 25 phút. Phần nấm đùi gà của em bây giờ đã chín vàng rồi. Em vớt ra và để cho ráo dầu. Sau khi ráo dầu, em cho nấm vào tô. Em cho vào đây sả bào, lá chanh. Em cho thêm vào đây nửa muỗng cà phê bột ngũ vị hương, một muỗng hạt nêm chay, thêm một ít màu dầu điều. Bây giờ thì em trộn hỗn hợp này lên cho thật là đều. Em gấp đôi và cắt phần giấy bạc. Sau đó em gấp 3 mép còn lại như thế này. Bây giờ thì em đã có một túi giấy bạc để đựng phần nấm rồi nè cả nhà. Tiếp đến em cho tất cả hỗn hợp này vào túi giấy bạc. Bây giờ em gấp mép còn lại của túi giấy bạc cho kín. Bây giờ em đem hấp phần nấm đùi gà sả lá chanh này nha. Cả nhà hấp trong vòng 20 phút. Nấm hấp bây giờ cũng đã chín rồi. Em mời cả nhà cùng thưởng thức với em nha. Nấm ăn vào thì dai dai, thơm mùi sả chanh. Vị thì vừa ăn. Phần sả thì mềm mềm, ngọt ngọt. Món này ăn cùng cơm trắng hoặc là bún đều ngon nha cả nhà. Nếu thích thì cả nhà có thể chấm cùng một chén muối ớt giã nhuyễn nha. Cả nhà nhớ làm thử và cho em biết kết quả với nha. Bây giờ em xin kết thúc video ở đây. Nếu như có cách nấu nào khác, cả nhà cùng bình luận phía bên dưới cho em biết với nha. Em xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau.